Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Văn phòng Đăng ký Liên bang Mỹ đã chính thức công bố văn bản luật từ Cục Kiểm tra An toàn Thực phẩm FSIS thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ về việc công nhận Việt Nam là quốc gia đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá da trơn sang Mỹ. Cục Kiểm tra An toàn Thực phẩm FSIS thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ kết luận rằng hệ thống kiểm tra cá da trơn của Việt Nam tương đương với hệ thống kiểm tra của Mỹ. FSIS đang sửa đổi các quy định kiểm tra cá da trơn của mình để đưa Việt Nam là quốc gia đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này vào Mỹ. Theo luật này, các sản phẩm quốc gia đủ điều kiện để xuất khẩu sang Mỹ phải tuân thủ tất cả các yêu cầu áp dụng khác của thị trường này. Theo đó, sản phẩm cá da trơn, trong đó có cá tra xuất khẩu từ Việt Nam, ngoài việc được cơ quan thẩm quyền Việt Nam chứng nhận đủ điều kiện, sản phẩm nhập khẩu sẽ tiếp tục được FSIS kiểm tra lại tại các điểm nhập cảnh của Mỹ. Ngoài ra, FSIS sẽ tiếp tục tiến hành lấy mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm phát hiện dư lượng thuốc, hóa chất hay mầm bệnh có trong sản phẩm hay không. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng dấu và được phép vào thị trường Mỹ.